Thưa 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 quý vị, và chúng ta sẽ cùng trở lại với một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, bài hát Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng. Và quý vị sẽ cùng đến với giọng ca của Xuân Dũng và Thanh Thủy. Xin được trân trọng gửi đến toàn thể quý vị. Ở biên cương nơi khoác sông Hồng chảy vào đất Việt, ở trên anh đồng buồn con nước nắng phù sa in bóng đôi bờ. Anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ, cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước nên ngày ngày cùng bạn bè trên chút anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.